Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Hôm nay cửa hàng em xin giới thiệu với tất cả các bác một lô loa đến từ thương hiệu Chan Audio, loa full bass 30 các bác nhé. Thì thương hiệu Chan thì có lẽ cũng khá là quen thuộc đối với rất nhiều các bác đã từng chơi âm thanh và đã từng sở hữu những sản phẩm đến từ thương hiệu này. Đây là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng đến từ Nhật Bản, Chan Audio. Thì chúng ta sẽ biết rất nhiều những cái thương hiệu đến từ Nhật Bản hiện nay ở trên thị trường, ví dụ như là điển hình như BMB, rồi là Prodeo, Yamaha, rất nhiều những thương hiệu khác, ví dụ như là Marang. Đấy, đó đều là những cái thương hiệu đến từ Nhật. Thì hôm nay sẽ tiếp tục một thương hiệu nữa đến từ Nhật, đó là Chan Audio. Thì lô hàng hôm nay bên cửa hàng em xin giới thiệu với các bác là một dòng loa full bass 30. Có một cái thùng rất là đẹp màu trắng, bass 30, màng chống nước, phân tần hộp, tép phải cực kỳ là hay. Nói chung là rất là hay. Cái model của sản phẩm lần này đó là VS12 các bác nhé, VS12. Thì đây là một trong những cái dòng loa phải nói là rất là đẳng cấp, phải hay. Nếu nói về những cái dòng loa của Chan thì Nam Tép đánh giá cực kỳ là cao luôn về cái phân tần của nó và tiếng tép. Chính cái điểm gọi là mấu chốt của nó là chiếc phân tần hộp, nguyên khối luôn của nó. Nó cho ra cái tiếng tép phải nói là đẳng cấp mà không thể lẫn vào đâu được. Mà rất nhiều những cái dòng loa tên tuổi mà đắt tiền hơn nó vẫn chưa thể làm được như dòng Chan này. Thì hôm nọ bên em cũng đã bán những cái dòng loa full 25. Giá rất là rẻ của thương hiệu này, nó chỉ tầm 3.800.000 đồng một đôi loa full 25 thôi. Tuy nhiên là phải nói rằng khi mà các bác nào đã nhận được những cái dòng loa đó rồi, chưa ai chê cả. Phải nói là tiếng của nó, tiếng tép của nó là đẳng cấp. Em khẳng nói là đẳng cấp, và tiếng của dòng Chan là một trong những cái dòng loa tiếng phải nói là cực kỳ là hay. Khi các bác nghe nhạc thì chúng ta chưa thể cảm nhận ra được cái độ hay của nó. Tuy nhiên là khi các bác mà cầm cái mic các bác hát, các bác alo thì cái tiếng tép của nó mới toát ra được cái vẻ của nó hay. Thì các bác mua những cái dòng loa này về thì phải nói rằng là hát phải nói là phê, cực kỳ là hay. Thậm chí là em đánh giá dòng tép của loa này nó còn hơn cả tép của B3. Đó là nói sự thật luôn. Thì những cái dòng loa như thế này thì tiếng bass của nó cũng rất là hay. Loa của dòng này thì tiếng bass rất hay. Tuy nhiên là cái mà Nam Tép muốn mà giới thiệu, mà nhấn mạnh đến cái chất lượng của dòng loa này, đó là cái đẳng cấp của nó là nằm ở chiếc tép. Và để cho ra một cái tiếng tép đó thì một chiếc phân tần của hãng này phải nói rằng đẳng cấp, phân tần hộp. Đấy, tí nữa em sẽ soi cái phần nội thất của nó cho các bác xem. Thì khi mà các bác ghép dàn karaoke chúng ta mới thấy hết được cái độ hay của cái tép này. Hoặc là chúng ta sẽ nghe bằng những cái bài nhạc mà có tiếng tép. Đấy, hoặc những cái bài, đặc biệt là những cái bài bolero, chúng ta sẽ nghe được cái tiếng tép, cái tiếng xì của nó phải nói là sướng, cực kỳ là hay luôn. Thì ngày hôm nay thì em chưa thể test được do là rất là bận. Các bác đã biết rồi, ngày hôm nay rất là bận. Bên em đóng gần 100 con vàng số trong ngày hôm nay. Và ngoài ra những cái hàng khác nữa, rất là nhiều hàng đây, các bác thấy đây. Nguyên một đống ở kia và trước sân nữa hai đống. Và thợ nhà em cũng rất là mệt, và em thực sự ngày hôm nay cũng rất là mệt. Tuy nhiên là chưa thể test được cái chất âm của nó cho các bác nghe. Thì hứa và hẹn các bác ngày mai em sẽ có một cái video test cho các bác cảm nhận cái độ hay của cái loa này. Và loa này em sẽ bán cho các bác áp dụng chính sách là bao hay. Hay ở đây em nói là hay ở đây là hay về cái tiếng của nó, về chất lượng của nó. Đây các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ đi phần chi tiết cái phần nội thất của nó cho các bác xem và lồng loa. Thì loa này là thiết kế của nó là màu sơn trắng, sơn sần màu trắng đấy, đặc trưng. Nói chung là loa Chan này nó rất hay làm màu trắng. Em chưa thấy, rất ít khi mà làm mà thấy màu, làm màu đen của hãng này. Nó đặc trưng của nó là màu trắng, chúng ta thấy màu trắng đấy, đấy màu trắng của nó đấy. Và sơn sần màu trắng, thùng gỗ không phải thùng giấy các bác nhá. Thùng giấy là bên em không làm, này là thùng gỗ các bác nhá. Thùng gỗ lỗ tay cầm phía trên, thành trầm phía trên, kiểu thùng lệch đặc trưng đấy, đặc trưng kiểu thùng lệch này làm Molito, làm loa kiểu âm, làm loa lời này rất là hay đấy. Đây, và đặc điểm là đây, chúng ta thấy là nó vát cùng một kiểu hết. Loa full này thì các bác mua ấy, lưu ý là chúng ta mua là nó giống như B3. B3 cũng thế, nó chỉ vát một bên như thế này các bác nhá, không bao giờ có vát hai bên. Nó bán là bán theo chiếc, các bác mua một chiếc người ta vẫn bán vào một thùng là một chiếc, nó không đóng theo ấy, cho nên mà nó làm một kiểu hết. Một kiểu, không bao giờ làm hai kiểu. Mất công lựa bên trái bên phải.
cái này họ làm một kiểu hết, và những cái dòng này thì đặc trưng của nó là như thế, chúng ta không thể thay đổi được nhé. Đấy, và cái muốn nói ở đây nữa là cái e căng của nó, đây cái e căng của loa này thì đây nó có cái e căng bằng lưới sắt như thế này. Đấy, chúng ta là bằng lưới sắt ở phía trong của nó đây. Đấy, trong của nó là lưới dập lỗ hình lục giác, và bên ngoài là có một cái lớp bông để chống bụi vào trong. Đấy, lớp bông đây. Cái này là do là bên kia họ xịt vào đây là nó hơi bị nhem cái tem này tí. Đấy, thì đây nó là nguyên bản của nó là cái căng như thế này. Tuy nhiên là các bác nếu không thích cái căng như thế này thì các bác có một cái sự lựa chọn nữa, đó là chiếc căng lại màu như thế này. Đấy, màu đây là màu bên em căng lại đấy, một cái vải như thế này. Bác nào thích loại nguyên bản như thế này thì lấy, còn mà lấy loại này thì lấy các bác nhá. Lấy thì cái căng này, cái căng này thì nói thế này, chia sẻ các bác một tí, cái căng bên em không thể là căng hết lại toàn bộ như thế này được, và cũng để tôn trọng cái sự nguyên bản của loa thì bên em khi mà các bác mua bên em sẽ gửi kèm cho các bác, bán nào lấy bên em sẽ tặng thêm cho hai miếng vải để các bác đủ căng lại cái này, và các về các bác có thể là tự căng lại cho em nhé. Đây này, bên em sẽ căng lại đây. Đấy, chúng ta thấy dùng keo con chó chúng ta căng thôi, dán vào rất chi là đẹp. Chúng ta nếu mà thích loại căng này đây, đấy căng này chúng ta lấy nhá. Đây căng này chúng ta em ám thử các bác. Đấy, cái căng này thì cái vải này không phải là vải màu đen các bác nhá, này là màu xanh đậm, xanh đậm. Nó hơi trong ánh sáng này, nó chúng ta trong điện thoại thì nó chưa thể hiện hết được cái màu của nó, cái màu xanh đậm. Thì đây chúng ta lấy cái màu nào thì chúng ta liên hệ với cửa hàng em nhé, em sẽ gửi kèm cho các bác. Đấy, đây có hai màu. Thì về nội thất, về màng loa của nó đây, tép loa, đây tép loa, màng loa, màng gần hai sóng, xương đúc, màng nhám và có chống nước, có nhá, đổ nước đây thoải mái nhá, màng chống nước. Đây, phễu của nó, phễu tép của nó là nhựa, lỗ thông hơi phía trước. Thì cái lỗ thông hơi phía trước này thì chúng ta mua nhấn mạnh một tí đó về cái tiếng bát của nó là rất là hay. Nó theo cái nguyên tắc là lỗ thông hơi phía trước nó sẽ toát ra cả cái phần nén khí. Cái tiếng bát nó sẽ có một cái buồng nén khí ở đây và nó thoát ra phía trước, thì chúng ta nghe cái tiếng bát nó sẽ rất là ấm và sâu. Là như thế. Về nội thất, về chạm loa là em sẽ giới thiệu luôn về cái phần phía trong của nó cho các bác nghe nhá. Ở phía sau của nó. Đây phía sau chạm loa của nó đây. Thì model của nó đây là Chan Audio. Chan Audio model là VS12 công suất 350W, đây có số seri luôn. Mỗi loa nó một số seri các bác nhá. 8 ohm. Cái này là jack là 1+1-, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Đấy. Đó, và bây giờ em sẽ tiếp tục, em sẽ quay cho các bác phần nội thất của nó nhé. Đây là cái bát loa của nó đây. Đấy, bát rất chi là đẹp các bác. Gần nằm còn rất chi là ngon. Bát loa để em sẽ lật lại cho bác xem. Đây. Bát của thương hiệu Chan. Thì cái này là từ 19 côn 76. Đây. Qua cái bát này nó sản xuất tại đâu mà nó cũng không thấy tên. Để em đọc cái tên thôi, vì là nó đang để chỗ ngược thế này, các bác chờ em một chút nhé. Đây. Đây. Bát là không thấy model. Model của bát này 12WL30A Possession. Số series. Không thấy nên sản xuất, chắc có lẽ là sản xuất tại Trung Quốc đấy. Dòng này là nhà máy tại Trung Quốc mà các bác. Đây màng chống nước, chống cả, tức là họ có cả lớp keo chống nước cả phía trước cả phía sau các bác nhá. Đây là phía trước này, phía sau này. Đấy. Nhện của nó là nhện màu vàng rất chi là đẹp. Đấy, cổ loa rất chi là đẹp nhá. Đấy. Đấy. Trên màng loa là đều có số seri các bác nhá. Đấy, chúng ta thấy số seri dọc ngay trên màng loa như thế này nhá. Đấy, dầu loa. Nói chung là đàm bát đang rất chi là mới lắm. Bát này bát rất xịn các bác. Từ của nó hay. Bát này em bao hay cho các bác nhá. Em không phải nói bao cả tép mà bao cả bát luôn. Bát như này em bao cho các bác là hay luôn cả bát luôn nhé. Về các bác không ngừng các bác. Đây bát này đây. Đây là bát xịn các bác nhá. Đây bao luôn cho bác cái bát này hay nhá. Đấy, mang trong nước cả trước cả sau. Và cái tép của nó đây này, cái tép này em muốn nhấn mạnh các bác cái tép này. Đây, tép này, tép này. Đây. Để em tháo cái chạm này ra. Tép này là cái xịn của bác này. Các bác chưa bao giờ thấy cái tép nào nó như này đâu. Đây. Tép đây. Đây. Tép của hãng Benma, Benma của thằng Tây Ban Nha. Đây chúng ta thấy nhá. Sản xuất tại Tây Ban Nha luôn. Benma.
Đây, số seri luôn bác này, có số seri trên tép luôn này, để view nhận đấy, chúng ta thấy số seri trên tép luôn. Đấy. Model này. CD10F FE. Đấy. Cái này là không phải bằng nhựa các bác nhá, cái này là bằng đúc luôn đấy. Bằng sắt nhá. Đấy, cái này đúc bằng nhôm, bằng gang đấy, cái này này. Đấy, cái phần toàn bộ cái tép phần trên này này, không phải bằng cái nắp đấy, không phải bằng nhựa các bác nhá. Đấy, tép cực kỳ là xịn luôn. Đấy. Em nào muốn nhấn mạnh cho bác cái tép này này. Đẳng cấp luôn đấy. Đấy, chúng ta búng này, bên tay này. Đấy, cả cái này, cái khu này là họ đúc luôn, họ đúc luôn. Đấy. À, phải họng ngành nhựa thôi. Còn cái phần tần của nó thì em cũng muốn giới thiệu sâu một tí là cái phần tần hộp. Đây. Cái phần tần hộp đây. Phần tần hộp của nó đây. Đây. Phần tần hộp toàn bộ là nó nằm nguyên ở trong cái khu này, nó đổ được keo đen luôn. Không bao giờ phá được, không bao giờ lo phần cháy, không bao giờ lo phải bị dụng linh kiện ở trong đây các bác nhé. Phần tần hộp nguyên khối luôn. Thì cái phần tần này thì họ có hai cái ý đồ. Một là đảm bảo cho là trong quá trình sử dụng đánh là không bao giờ lo rơi linh kiện. Thứ hai là họ giữ bí mật công nghệ bản quyền ở trong này. Đấy, chúng ta không thể đập cho được, đập cho là nát. Đấy các nhá, đấy. Đấy cái phần tần hộp. Khu này họ đổ keo đặc luôn, cả nguyên cả cái khu này luôn đấy. Kinh khủng, bông đây nhá. Và thôi rồi. Cuối cùng nữa là cái mức giá bán, em sẽ bán cho các bác giá bao nhiêu, các bác sẽ đoán qua một cái loa đẳng cấp và hay như thế này, các bác nghĩ là giá sẽ bao nhiêu là hợp lý ạ. À, em xin công bố luôn cái giá cho các bác nhé. Giá của lô này em sẽ để cho các bác một cái giá, để giá gọi là giá để trải nghiệm một sản phẩm chất lượng và cũng rất chi là ok nhé. Giá là 8 triệu đồng một đôi, giá tại cửa hàng các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng em nhé. Xin cảm ơn nhé, nhắc lại nhé, chỉ 8 triệu đồng một đôi các bác nhé. Xin cảm ơn các bác.